83 thiên nga bóng đêm, Nigel đã bị Han Shara vật trần danh tính thật trước mặt Kang Jun Kyum. Cuối cùng phát hiện bà Moon Hee bị mất tích và đưa ra điều kiện sẽ rời khỏi chủ tịch Kang nếu Shara thả người của mình. Kế hoạch không suôn sẻ khi bà Moon Hee đã bị người của Han Banro bắt đi, trong khi Kang Jun Kyum đã phát hiện ra Nigel tiếp cận mình với ý đồ gì. Cuối tập phim, cả hai mặt đối mặt trong tầng hầm chứa đựng kế hoạch trả thù đã chuẩn bị suốt 13 năm của Nigel. Nhà hàng ở tập 14 cho thấy Nigel bị đưa đi và truyền thông vây quanh. Vẫn chưa biết toàn bộ kế hoạch trả thù đã bị phơi bày hay Nigel đang xử lý công việc với tư cách là giám đốc phòng kế hoạch và chiến lược tương lai. Seo Eun-byung biết Nigel đã rơi vào nguy hiểm. Anh tới gặp Kang Jun-kyum và cố khiêu khích. Tất cả các người đều sẽ như vậy, hãy tự bán tất cả và xóa bỏ mọi tội trạng đi. Vẫn chưa biết vết thương và tình trạng của bà Moon Hee sẽ ra sao, nhưng Nigel được nhìn thấy đang phát điên. Cô bỗng khóc trong tầng hầm trước mặt nghệ sĩ Seo và điên cuồng đập vỡ chậu hoa tại công ty, rồi nắm chặt mảnh vỡ trong tay mà tuyên bố, tôi sẽ giết anh, tất cả sẽ chết dưới tay tôi. Ngay sau đó, hình ảnh Nigel vô hồn lái xe, còn Kim Jung Jun hoảng sợ như sắp bị đâm. Han Shara thì bỗng bị nhốt trong tầng hầm tối, sợ hãi nhìn Nigel đang cười như điên dại. Cuối cùng, Kang Jun Kyum đến gặp và quỳ trước mặt Nigel, xin cô hãy chấm dứt mọi thứ. Nhưng cô chỉ nói, tôi sẽ giết chết hết tất cả, tôi sẵn sàng giết cả anh nếu anh làm trái ý tôi. Lời thoại kèm tình tiết Nigel xô xát với chủ tịch Kang khiến anh ta bất tỉnh. Có phải bà Moon Hee đã xảy ra chuyện mới khiến Nigel điên cuồng đòi giết hết tất cả như vậy? Số phận của cô và những kẻ thù sẽ như thế nào? Hãy cùng chờ xem nhé!